chào anh chị, em là Phạm Gia Long, em là nhân viên ở cơ sở Anna Lê Hồng Phong. Hôm nay em sẽ gửi tới mọi người đi cocktail occasion. Thì như mọi người đã biết, đi cocktail occasion này được ra đời từ năm 1880 ở một câu lạc bộ dành cho quý ông ở Kentucky, và có một bartender đã sáng tạo ra đi cocktail này. Và nhờ những thành viên trong câu lạc bộ mà có một người nấu rượu bơ mình đã đem công thức này, đã đem sự sáng chế này đến cho một quán bar ở New York và làm cho nó phổ biến. Và đi công theo này từ đó mà được biết đến rộng rãi hơn.